là cái con đường 8-16 ngày anh em, đây là ngã tư đường vô Mỹ Đức 1552m đó. Anh em quẹo phải, quẹo phải là anh em đi vô Mỹ Đức 1552m, giá là giá là 680 triệu đó nha các anh em. Cái đường này là đi lên, đây là đường về thị trấn Đức Hòa, bắt 4 cây gửi số anh em. Phạm Hiếu bán đất vườn Long An xin chào tất cả các anh chị em, cô chú, bạn bè ha. Chiều hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2020, nhằm ngày quốc tế phụ nữ, thì Phạm Hiếu đang đi ghi hình miếng đất này tại ấp 4 xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Miếng đất này là đường xe ba gác cách đường nhựa tỉnh lộ 816 khoảng 450m và gần đèn xanh đèn đỏ của N2 và quốc lộ tỉnh lộ 816 cũng như chợ Thạnh Lợi và ủy ban nhân dân trường học, trường tiểu học cũng như mầm non cấp 1, cấp 2 và cây xăng trạm y tế khác bên. Và mời anh em đi vào miếng đất này nha. Chỉ có một chút xíu thôi là đã vào tới miếng đất này rồi. Thì hiện giờ chủ đang rất là kẹt tiền và mong muốn bán cho các anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh, 24 quận huyện và 64 tỉnh thành được đứng tên trên sổ hồng đất lúa và xây dựng nhà tự do thoải mái, lập một cái nhà vườn ở để an cư lạc nghiệp, rất là phương tiện dễ dàng, điện nước đầy đủ nghe các anh chị em. Mời 5 phút anh chị em theo dõi màn hình của Phạm Hiếu, điện nước wifi đầy đủ luôn, số nhà cấp cho mình đầy đủ luôn, mau lẹ và dễ dàng đó. Thì hiện giờ đây gần tới miếng đất rồi đó, thì anh em trở lên màn hình của Phạm Hiếu một chút xíu đó, anh em thấy không đó, và trở lại đây, mời anh em trở lại đây. Và cái miếng đất này nó có diện tích là mặt tiền ngang là 16m39 nha các anh chị em, và chiều dài của nó là đúng 100m luôn. Trong sổ hồng công nhận là 1552m đất lúa, lúa cao gáo và cứng chắc, được xây dựng nhà một cách thoải mái vô tư nha các anh chị em. Nó và người thành phố Hồ Chí Minh mình, 24 quận huyện được đứng tên trên sổ hồng chính chủ, và chủ nhân đang kẹt tiền kêu bán miếng đất này là 680 triệu, bao tất cả giấy tờ thế má cho các anh chị em, cô chú, bạn bè của mình, rất là dễ dàng khi các anh chị em về đây mua, vì phương tiện chủ bao sổ cho mình, đóng thế má tất cả hết, mà 680 triệu vẫn còn thương lượng một chút xíu cà phê cho anh em nữa đó. Đây, đây là miếng đất, đây đây là miếng đất nè anh em, thấy không, mặt tiền của nó là 16m39, chiều sâu vô tận tuốt trong kia là 100m, đất rất là vuông, vuông đầu vuông đuôi luôn nha các anh chị em, rất là tiện lợi cho các anh chị em thích hợp lập một cái nhà vườn, diện tích đất rất là rộng. Và miếng đất này nó gần cái ngã tư của đèn xanh đèn đỏ 1 cây số và đi ra đường nhựa tỉnh lộ 816 450m nha anh em, gần chợ, ủy ban, trường học, cũng như anh em chạy ra ngoài thị trấn Đức Hòa, nơi công viên Võ Văn Tần, mắc 4 cây gửi số, nơi đó có rất là nhiều xí nghiệp công ty, và trở lại con đường N2 thì anh em cũng có rất là nhiều xí nghiệp công ty để về đây sinh sống và làm việc, cũng như về được quốc lộ 1A, về được thành phố Hồ Chí Minh, về tỉnh lộ 10, về Tỉ Ninh, Tây Ninh, Củ Chi, về Hóc Môn, về Tân Bình, về Gò Vấp, về Bình Tân, quận 3, quận 6, quận 5, quận 1, rất là tiện lợi trong bán kính. Từ miếng đất này tính từ công viên Phú Lâm thì mất khoảng 32 km nha anh em, mà tương đương với 1 tiếng 10 phút đồng hồ bằng phương tiện xe Honda cũng như xe hơi chạy về đây. Thì chủ nhân đang rất là kẹt tiền, mong muốn bán cái giá rất là rẻ cho các anh em. Chỉ duy nhất có một cái miếng đất này thôi nha các anh chị em. Đó, thì bốn bờ cũng đã cao ráo, cứng chắc, và anh em chỉ cần vô và mua xong là anh em lập một cái nhà vườn ở ngay, ở liền, dễ dàng, phương tiện. Và trở lại thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần cho các anh em. Thì trong thời điểm này giá đất cũng còn đất rất là rẻ nha các anh chị em. 680 triệu cho 1552m được đất lúa, và tất cả chủ nhân đã bao sổ hết cho mình, đóng thế đóng má trong thời gian là 35 ngày có sổ hồng nha anh em. Sổ hồng riêng biệt, công chứng tự do thoải mái nha các anh chị em, cô chú. Bên Phạm Hiếu giới thiệu thì các anh chị em yên tâm đi. Đó, thì bờ cõi rõ ràng, cao ráo, cứng chắc, trụ cột đã có cầm sẵn hết cho các anh chị em. Mua ngay, mua liền và ở ngay, ở liền được nha các anh chị em. Anh chị em có nhu cầu cần gọi cho Hiếu là 0913 871 833 để biết thêm thông tin miếng đất này, và sở hữu ngay, sở hữu liền, để miếng đất này chủ nhân khác mua thì coi như là mình không còn cái cơ hội để mua nữa nha các anh chị em. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị em kèo. Và đây, đây là con đường tỉnh lộ 816 rồi các anh em thấy không? Đó. Phạm Hiếu một tay chạy xe, một tay ghi hình. Đó anh em thấy không? Rất là tiện lợi cho mình. À, anh em thấy không? Đó, rất là tiện lợi. Ngay chân dốc cầu 30 tháng 4, chưa tới lên dốc cầu 34 quẹo phải vô luôn.